tìm được cái loài rắn mà đã bị mất tích cả hàng trăm năm. Mọi người thấy rất là nhiều rắn chằm quạt ở núi Dinh. Mình đi một buổi tối thôi đó, mình gặp gần 20 cá thể rắn. Có vẻ rắn lông cu vi ở núi Dinh là đặc sản đó. Để dùng nước bọt ở trong miệng trộn với mồ hôi ở dưới nách thì nó sẽ tạo ra một cái loại chất độc. Khi mà đi rừng mà gặp cu li thì người ta sẽ đi về. Bạn ấy đang ở trong một cái vị trí không an toàn đó, nên là bạn bỏ rất là nhiều rắn nên bị ký sinh trùng quá trời luôn các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại đi núi Dinh tiếp, tại vì lần trước đang đi trong mùa mưa, sau đó mình có một số kế hoạch đi ở các cái khu vực khác nữa. Thì có một số bạn hỏi là anh không đi tìm rắn cặp nong đầu đỏ nữa hả? Nhưng mà thực ra thì tìm thì tìm vậy thôi, nhưng mà cũng không dễ để mà tìm được cái loài rắn mà đã bị mất tích cả hàng trăm năm như vậy. Nên là cái mục đích của cái buổi tối hôm nay nè, mình đi núi Dinh không phải là để tìm cái loài rắn cặp nong đầu đỏ, để xem là vào mùa khô á thì ở đây có những cái loài rắn gì khác. Tại vì gần đây á, trên các cái group chạy bộ với lại đi cắm trại á, thì mọi người thấy rất là nhiều rắn chằm quạt ở núi Dinh. Thì mình thử đi xem là tại sao vào mùa mưa mình đi thì mình không gặp rắn chằm quạt, mà khi mà mùa khô á, thì lại xuất hiện rất là nhiều rắn chằm quạt như vậy. Nhưng mà tối nay thì hôm qua mới mưa xong, hôm nay thì không mưa, nên là hy vọng là sẽ tìm được một số các loài rắn mà hoạt động vào mùa khô để cho các bạn xem. Thì hôm nay đoàn có anh Đại này, có Duyệt này, với lại bạn nữ phía trên kia. Hôm nay đoàn mình đi có 4 người và bạn cameraman nữa là 5 người. Thì hy vọng tối nay sẽ tìm được một số các loài bò sát lưỡng cư đẹp để giới thiệu cho các bạn xem ha. Tối nay sẽ đi herping, đi tìm các loài bò sát lưỡng cư vào ban đêm ở khu vực này. Rồi sáng mai sẽ đi lên phía bên trên đỉnh núi, có một cái hang rơi. Sáng mai Duyệt sẽ dẫn mọi người đi lên trên đó. Ở trên đó thì hang rơi có nước quanh năm luôn. Thì để mình xem sáng mai mình có ghi được thêm một nội dung nữa hay không. Nếu mà không có gì đặc biệt á, hoặc là ban ngày mình không tìm thấy các loài động vật nào khác á, thì mình sẽ để cái nội dung cái hang rơi ở trên núi Dinh vào trong cái nội dung hôm nay luôn ha. Còn nếu mà thú vị thì mình sẽ tách nó ra một cái nội dung khác. Bây giờ tụi mình đang đi ở trên một cái con đường. Bây giờ đang đi lên cái hướng phía bên trên kia. Trên kia có gặp rất là nhiều rắn chằm quạt và rắn lục mắt ruby. Thì cái tuyến này là cái tuyến mà lần trước mình đã đi rồi đó. Nhưng mà lần trước là vào mùa mưa thì kết quả nó rất là khả quan, đúng không? Trong một buổi tối mình đi, trong hai nội dung lần trước mà các bạn xem đó, thì mình đi một buổi tối thôi đó, mình gặp gần 20 cá thể rắn của 2 hay 3 loài gì đó. Còn tối hôm nay thì mình sẽ hy vọng tìm được một số các loại rắn gì đó khác mà nó thú vị đó, để cho các bạn xem ha. Còn chứ không các bạn lại kêu là anh đi toàn là quay rắn lục chứ không có rắn gì khác cả. Ok vậy ha. Hôm nay có 4 người thì sẽ có 8 con mắt, thì sẽ tìm tốt hơn là 4 con mắt ha. Lần trước mình đi hơi ít người. Ok vậy ha. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới suối, rồi nếu mà gặp các loài bò sát lưỡng cư gì đó thì mình sẽ ghi hình cho các bạn xem. Ok, Đại vừa mới tìm thấy con rắn lục ruby này các bạn. Các bạn hỏi tay mình sau khi bị rắn cắn nó như thế nào thì bây giờ nó chuẩn bị nó lành rồi nè. Bây giờ nó đang đóng vảy rồi, chắc khoảng tầm 2 đến 3 tuần nữa thì mình sẽ hồi phục hoàn toàn. Con rắn lục ruby nó nằm ở trong một cái tư thế phòng thủ này. Tại lúc nãy nó nằm ở đây này, nhưng bây giờ nó bò qua bên kia rồi. Tại vì chờ thời gian xếp máy đó, con rắn nó bò qua bên này rồi. Tại vì có sự hiện diện của nhiều người nên là con rắn nó chuyển cái vị trí. Bình thường thì nó sẽ nằm ở sát mặt đất để nó chờ mồi, còn bây giờ nó đang chuyển lên cái khu vực cao hơn này, tại vì nó đang bị làm phiền. Con rắn nó đang ở trong trạng thái rất là giận dữ. Đó, bình thường mình nói với các bạn, nếu mà muốn triệu hồi một con rắn độc cắn mình ấy, thì các bạn chỉ cần thổi vào mặt nó thôi, thì nó sẽ cho các bạn trải nghiệm một cái trải nghiệm cực kỳ tồi tệ. Bình thường rắn lục mắt ruby ấy, khi mà trưởng thành ấy, thì nó sẽ có một cái đôi mắt màu đỏ, còn con rắn này thì nó chưa có trưởng thành nên là đôi mắt nó đang màu vàng này các bạn. Có thể đây là một con rắn cái khoảng 1 năm tuổi. Đây là rắn của mùa năm trước ấy, tại vì bây giờ đang là giữa của mùa khô thì chưa đến mùa sinh sản của rắn lục ruby đâu. Khoảng tầm bắt đầu mùa mưa đó thì sẽ có một cái lứa rắn mới ra đời. Còn đây là rắn của mùa trước đó, thì các bạn sẽ thấy rắn sẽ lên cái kích thước gần trưởng thành như thế này. Thì thường ấy, đối với rắn lục ruby thì khoảng tầm 2 năm tuổi thì rắn có thể sinh sản rồi. Còn đây thì rắn mới được 1 năm tuổi này. Có thể
Một số cá thể khi mà đạt đủ cái kích thước thì vẫn có thể sinh sản được, nhưng mà cái tỷ lệ con non được sinh ra và sống sót nó sẽ thấp hơn so với những con cái mà nó đạt cái độ tuổi, đạt đủ độ tuổi trưởng thành để sinh sản. Núi Dinh bây giờ đang là mùa khô, hôm qua có mưa nhẹ nên là tối nay có thể tìm thấy rắn. Lúc nãy thì mình có tìm thấy con rắn họ hành. Lúc nãy cũng là anh Đại tìm thấy luôn chứ không phải là mình tìm thấy. Nhưng mà con rắn họ hành nó đang nằm chờ mồi. Thế là mình chạm vào xong rồi nó nhảy đi mất tiêu. Nó chui xuống dưới một cục đá nên không ghi hình được cái bạn rắn họ hành đó. Chắc họ hành thì chắc các bạn biết rồi đúng không? Hình như mình chưa có ghi hình rắn họ hành trong tự nhiên bao giờ nên chắc các bạn ít thấy. Thì cũng có nhiều bạn yêu cầu nhưng mà mình chưa có cơ hội đó. Thường thường rắn lục ruby nó sẽ có một cái sợi chỉ màu đỏ bên cạnh người này. Các bạn sẽ thấy có một cái sợi chỉ đỏ phía bên cạnh người. Đây là một con rắn cái chưa trưởng thành. Thì như các bạn thấy rồi đó, trong hai cái nội dung lần trước khi mà mình đi núi Dinh, lần nào mình cũng tìm thấy rắn lục ruby hết đó. Còn đây là lần thứ hai vẫn là rắn lục ruby luôn. Thì có vẻ rắn lục ruby ở núi Dinh là đặc sản đó. Để mình thả bạn ấy đi để mình đi tìm các bạn rắn khác tiếp đây. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 9 giờ. Hôm nay đến núi hơi trễ. Ok vậy ha, đi tiếp ha. Hôm nay đi với đoàn có anh Đại với lại Duyệt nữa. Chắc anh Đại với Duyệt chắc là thổ địa của núi Dinh rồi quá. Anh Đại đợt dịch kẹt ở đây 2 tháng anh Đại. Còn Duyệt là Duyệt rút chân kịp hả? Em đi xuống không kịp. Xuống không kịp hả? Con này đẹp vãi chịu. Thấy người ta đẹp. Đẹp mà. Bình thường cái đuôi đực thì từ cái lỗ hậu môn này tới cái đuôi nó sẽ rất là dài. Còn con này nó ngắn có chút xíu này. Đó. Có một con đây nên là cũng khó để mà có ví dụ thực tế. Thì thường con cái nó sẽ không tới đâu, thoải mái. Tại vì đuôi. Cái đuôi nó đang quấn ở đây rồi nè. Đuôi thì biết em. Từ cái phần mà cái thùy á, cái lỗ hậu môn mà đến cái đoạn đuôi cuối cùng á, thường thì nó sẽ ngắn hơn con đực. Thường nhỏ nhỏ này mình đã bắt đầu mình phân biệt được đực cái rồi á. Thường mấy con to thì sẽ dễ phân biệt hơn anh Đại ha. Mấy con cái bự khi mà nó đẻ rồi á thì cái bụng của nó sẽ rất là bự. Còn mấy con đực thì nó không có cái thiên chức sinh sản đó, nên là cái người nó lúc nào nó cũng do do như vậy. Nên là anh em mình kiểu gì cũng một là ngon, hai là rất là ngon. Còn chị em thì sẽ có rơi vào ba trường hợp. Trời, giữa mùa khô mà đi tìm thấy rắn như thế này đã rất kiểu may mắn rồi. Hy vọng lát nữa sẽ tìm thấy tiếp. Mới đi có chút xíu mà thấy rồi. Ok, anh em mình đi tiếp nha. Đoàn mình vừa mới tìm thấy một bạn cu ly này. Để mình lại gần cho các bạn xem nha. Bạn cu ly này trưởng thành rồi. Tại vì bây giờ ở đây đang là sinh cảnh tre nứa nên là thường sẽ rất là dễ gặp cu ly đó. Để mình bật cái đèn này lên thì sẽ dễ nhìn hơn nè. Đó, thường khi mà cu ly á, các bạn mà soi đèn vào cu ly thì cu ly sẽ đứng yên một chỗ ấy. Tại vì thường ấy, các cái loài thú mà hoạt động vào ban đêm ấy, à đây là một loài linh trưởng chứ, các cái loài động vật mà hoạt động vào ban đêm khi mà các bạn soi đèn á thì các loài động vật này sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại vì bình thường ấy thú trong rừng sẽ hiểu là chỉ có ngày và đêm thôi, sẽ không có ánh sáng xuất hiện vào ban đêm và
khi mà soi đèn vào ban đêm thì chúng không biết tại sao lại có thêm một mặt trời vào ban đêm. Ánh sáng mà công suất mạnh vào ban đêm nó giống như là một cái điều gì đó nó bất thường ấy. Vì vậy nên là chúng sẽ đứng lại để nhìn, để quan sát xem là cái chuyện gì đang xảy ra xung quanh đây ấy. Cu ly là một loài linh trưởng đấy các bạn. Ây da, này, cho các bạn xem này. Cái máy này zoom rất là tốt nên các bạn sẽ thấy được cu ly từ ở cái cự ly rất là gần luôn. Bạn ấy đang nấp sau cái lá để né cái đèn á. Để anh lùi lại chút xíu tại vì anh đứng bên này nó bị khuất mất cái lá rồi. Wow, cái góc này thấy được hết luôn ấy. Đây rồi. Các bạn bình thường các bạn sẽ gặp cu ly ở trong cái sinh cảnh như thế này này, sẽ có cây bụi và tre nứa. Đây là một cái bụi nứa. Để mình zoom lại cho các bạn xem. Cây này gọi là cây luồng hả anh? Bạn này bạn đang tìm cái vị trí khác để bạn ấy chuyển cành. Đang bị sáng ấy, đang giấu mặt đi nè. Khi vào ban đêm các bạn tìm thấy cu ly ấy, thì mắt cu ly sẽ phản quang nên rất là dễ nhìn thấy vào ban đêm ấy. Duyệt, đây là lần thứ mấy em nhìn thấy cu ly ở đây rồi Duyệt? Nhiều, em cũng không nhớ rõ nữa. Nhiều đến mức mà không nhớ hết luôn hả? Thì nó lại gần cái đường đất lớn không á. Cho nên không sâu. Đây là đang sát đường lớn luôn đấy nhỉ. Đây là một loài động vật cực kỳ đặc biệt. Đây là một loài động vật, loài linh trưởng có độc nha các bạn. Khi mà cu ly mà bị stress, bị đe dọa, cu ly sẽ dùng nước bọt ở trong miệng trộn với mồ hôi ở dưới nách. Thì nó sẽ tạo ra một cái loại chất độc. Trong trường hợp nặng nhất thì hình như là đã có xảy ra trường hợp bị cu ly cắn và bị sốc phản vệ rồi đó. Cái việc mà sốc phản vệ nó là một cái phản ứng của cơ thể thôi, nhưng mà nọc cái chất độc ở trong miệng cu ly với lại nách cu ly thì nó sẽ là cái tác nhân gây ra cái việc sốc phản vệ đó thì nó cũng rất là nguy hiểm. Cu ly là một cái loài linh trưởng được bảo vệ ở cái cấp độ rất là cao, nên nếu mà các bạn mà thấy ai đó bắt cu ly nuôi hoặc là giết thịt hoặc là bán thì các bạn nhắc nhở cũng được. Đôi khi người ta vô tình người ta phạm pháp mà người ta không biết, vi phạm pháp luật mà người ta không biết, nó rất là nguy hiểm. Các bạn thấy không? Bạn cu ly rất là dễ thương. Một số người mà làm nghề rừng người ta thấy mặt cu ly rất là buồn. Thế là người ta có một cái quan niệm rất là kỳ, đó là gặp cu ly thì sẽ xui. Khi mà đi rừng mà gặp cu ly thì người ta sẽ đi về và người ta không đi rừng tiếp tục nữa. Mình không biết tại sao lại có cái quan niệm đấy, nhưng mà đa số những người bạn mà làm nghề rừng mà mình từng biết ấy, thì mọi người đều có chung cái quan niệm đấy. Thì cái quan niệm đó nó sẽ xảy ra hai trường hợp: một là cu ly sẽ bị bắn bỏ, một là cu ly sẽ được mặc kệ và người ta sẽ đi về đó, cu ly sẽ không bị làm phiền. Thì đa số sẽ rơi vào trường hợp thứ nhất là cu ly sẽ bị bắn bỏ. Vì vậy nên là chỉ có một cái quan niệm mà của loài người thôi, của con người thôi, thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều về một cái loài động vật nào đấy. Thay đổi về cái quần thể, thay đổi về cái số lượng ở trong tự nhiên. Nó rất là ảnh hưởng luôn ấy. Với cái vẻ mặt ngây thơ dễ thương như thế này thì cu ly thường bị mua bán để mà làm thú cưng. Nhưng mà mọi người không biết là cu ly là một cái loài động vật có độc ấy. Nên cái việc mà cưng đựng này, ôm bế thì vô tình làm cu ly stress, bị căng thẳng, và thế là cái hành vi mà trộn nước miếng vào với mồ hôi ở nách đó và cắn ai đó thì cái việc đó nó sẽ rất là nguy hiểm. Nên mọi người lưu ý ha, nếu mà gặp bạn này mà bị buôn bán thì các bạn cũng đừng có mua về làm thú cảnh, mà cũng đừng có mua về để làm thịt, tại vì bạn ấy cũng chẳng được bao nhiêu thịt hết á. Mà cái việc mà để đánh đổi ăn thử một cái loại thịt động vật hoang dã nào đấy để mà bị truy cứu về trách nhiệm hình sự thì nó không có đáng ha. Ok, tạm biệt các bạn. Ồ, lộn, tạm biệt bạn cu ly. Còn đây là bạn cameraman bất tử mà các bạn hay hỏi nè. Bạn này bạn đang tác nghiệp. Bạn này giấu mặt kỹ lắm. Cái đèn của mình nó bị sáng quá. Đó, cho các bạn thấy bạn cameraman đang tác nghiệp kìa.
Tại mình đang cầm một cái máy quay cầm tay, còn bạn này vẫn đang cầm một cái máy máy quay chuyên nghiệp ấy. Cái đèn này nó sáng quá nhỉ. Đó, như thế này thì dễ xem hơn nè. Ok chưa? Ok ha. Cameraman bất tử. Anh Đại lại tìm thấy một rắn nữa này các bạn. Vẫn là anh Đại tìm thấy chứ không phải là mình tìm thấy. Tại vì bình thường lần trước đi cũng là anh Đại đi trước luôn. Toàn là anh Đại tìm thấy rắn chứ mình không có tìm thấy. Nên là lần này lại để cho anh Đại đi trước tiếp. Mà con rắn này nó nằm rất là khuất luôn. Con rắn này nó cũng giống như rắn lúc nãy, nhưng mà cái màu nó đậm hơn một tí. Mà nó đang nằm ở trong cái góc mà anh Đại nhìn thấy rồi, anh Đại chỉ mình vẫn không nhìn thấy á. Để cho các bạn coi này, con rắn này nó có cái màu đậm hơn con rắn lúc nãy mình tìm thấy. Con này là một rắn đực này. Nếu mà hai con ở gần nhau thì mình sẽ ví dụ thực tế cho các bạn xem, nhưng mà con rắn kia nó ở cách xa đây khá là xa rồi. Này giật này, coi rắn đực này. Lúc nãy em coi rắn cái thì em sẽ thấy cái phía ngay cái lỗ hậu môn á, nó nằm dài hơn, em nhớ không? Mà cái bụng nó sẽ mập hơn tí. Con này bụng thon hơn con. Con này bụng thon hơn này. Mạnh người hơn này. Tại vì đi quá xa rồi chứ không để hai con lại gần thì sẽ dễ phân biệt hơn á. Tối nay lý tưởng ghê chứ. Đây là con rắn thứ ba anh nhỉ? Thứ ba, một con họ hành ở dưới suối. Đây là con rắn lục thứ hai rồi. Đây, phía bên kia có chim cú muỗi đang kêu các bạn. Thường thường vào mùa khô, chim cú muỗi sẽ làm tổ và sinh sản. Lúc nào nếu mà có gặp chim cú muỗi thì mình ghi hình cho các bạn xem. Đó là một loài chim cực kỳ vô trách nhiệm luôn, không có trách nhiệm với gia đình. Không chịu làm tổ, đẻ trên mặt đất luôn, xong rồi ấp rồi nuôi con ở trên mặt đất luôn. Con rắn này nó rất là dữ, nó vừa mới táp liên tiếp 2-3 lần luôn đấy. Đó, nó táp tiếp này các bạn. Đó, con rắn nó đang rung đuôi này, các bạn thấy không? Đây là cái cảnh báo khi mà con rắn đang giận dữ đó. Tại vì có rất là nhiều đèn ở xung quanh đây nên là con rắn nó đang không biết là cái hướng của cái đèn là bên nào ấy. Con rắn nó đang bị stress này. Các bạn coi cái đuôi này, các bạn thấy không? Đó, con rắn nó đang táp liên hồi kìa. Tại vì nó cảm được nhiệt ở phía bên tay mình. Thường ấy có một số rắn nó sẽ rất là bình tĩnh trong cái việc mà có xuất hiện ánh đèn hoặc là xuất hiện những cái luồng nhiệt lớn như thế này. Còn có một số con rắn thì nó sẽ phản ứng như các bạn vừa mới thấy đó. Từ trước giờ trong các nội dung trước mà mình ghi cho các bạn xem đó, thì các bạn sẽ ít khi thấy những con rắn mà nó có cái phản ứng mà nó cực đoan như thế này, đúng không? Còn một số con rắn thì nó sẽ phản ứng như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ sẵn sàng nó cắn bất cứ cái gì và bất cứ lúc nào luôn. Này các bạn coi nè. Đó. Đó, vì vậy nên là có chắc là trước đây mình đã nói thì các bạn đã có nghe rồi đó, thì rắn nó cũng giống như là người vậy đấy. Có những con thì nó sẽ rất là dễ giận dữ, có những con thì nó sẽ rất là trầm tính. Thì tùy từng con đó, tùy vào từng thời điểm, tùy vào từng trạng thái, mình phải hiểu được cái hành vi, cái tập tính con rắn thì mình mới tương tác an toàn được. Nhưng mà cái việc mà hiểu hành vi tập tính của các loài rắn đó, thì nó không phải là tất cả đâu. Tại vì nhiều khi thì nó cũng sẽ xảy ra những cái tai nạn như thế này. Mình thì luôn luôn tối ưu quy trình làm việc. Các cái nguyên tắc khi mà mình đặt ra trong vòng rắn đó thì mình luôn luôn đặt ra và mình đảm bảo cái việc mà tuân thủ cái nguyên tắc đó. Nhưng mà không phải là lúc nào các cái tai nạn nó cũng nằm ở trong cái khuôn khổ của cái quy trình mà các bạn đã xây dựng lên. Nó không mình không thể biết được là trong lần tiếp theo thì cái tai nạn, cái sự cố nó sẽ xảy ra trong trường hợp nào. Nên là từng ngày thì mình sẽ vẫn phải tối ưu cái quy trình đó, cái hiểu biết của mình về các loài rắn đó, hành vi tập tính của từng loài rắn đó. Thì mình có nói là oh wow, bên đó con rắn lục nữa hả? Ish, bên kia có một rắn lục kìa. Để dẫn các bạn qua bên kia luôn nha. Ở phía bên kia Duyệt tìm thấy một rắn nữa kìa, để mình dẫn các bạn qua bên kia coi. Để mình thả bạn rắn đi trước nha, để thả xịt xịt qua bên đường một chút xíu. Tại vì bây giờ mọi người sẽ đi thẳng tới, rồi lát nữa buổi tối, có thể buổi tối thì sẽ đi đường nhựa về, nên là sẽ không đi đường này nữa. Nhưng mà nếu mà có thay đổi cái tuyến á,
nếu mà quay lại bằng đường này để mà tìm con rắn họ hành kia kìa thì sẽ quay lại đường này, nên sẽ thả xe qua bên được cạnh đường, nếu không rắn nó sẽ nằm ở trên đường mà mình không biết á. Đây mình dẫn các bạn qua bên kia, anh Đại với lại Duyệt đang ở phía bên kia kìa. Ây da, để xe cái ba lô qua bên kia. Hôm nay quá trời rắn luôn, mùa khô đi mà. Ây, ok cho các bạn coi kìa, rắn nằm ở phía bên góc kia kìa. Các bạn thấy chưa? Để mình đi vòng qua bên này. Hồ Duyệt đứng trên này soi xuống hả? Đứng ngay chỗ ngoài. Ê, con này là con rắn bự nè. Để coi là cái hay được nha. Có thể đây là một con rắn cái bự này. Để mình lấy cái cành to hơn. Tại vì con rắn cái này nó nặng hơn con rắn mà lúc nãy. Con này mắt đỏ, đỏ này. Con này mắt nó bắt đầu nó đỏ hơn bình thường rồi. Này, cho các bạn coi nè. Đây, con này là con rắn đực này. Nhìn to như vậy nhưng mà là rắn đực nha. Để mình chỉ cho các bạn biết tại sao lại là rắn đực nha. Cái phần gốc đuôi á, con rắn này nó sẽ thon và nó dài hơn nè. Như lúc nãy con rắn lục đầu tiên mà mình chỉ cho các bạn đó, thì cái đặc điểm ở trên cơ thể của con rắn này nó giống như con rắn kia. Con rắn mà vừa mới tìm thấy thứ hai đó thì nó lộn, con rắn đầu tiên là rắn cái, con rắn vừa xong là rắn đực, con rắn này cũng là rắn đực luôn này. Nhưng mà cái kiểu hình của con này nó rõ ràng hơn, các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy cái phần mép của con rắn này nó có một cái sọc trắng nè. Cái sọc trắng này ấy, thì thường những con đực nó mới có, còn rắn cái thì nó rất là ít con có cái sọc trắng này. Mình không biết tại sao nhưng mà rắn lục mắt ruby ở phía núi Dinh ấy, thì mắt nó không được, nó không có đỏ lắm giống như là rắn ở bên chỗ Đồng Nai. Cái khoảng cách địa lý thì nó chỉ cách khoảng tầm 100 cây số thôi, nhưng mà các cái đặc điểm về hình thái đó nó đã khác rất là nhiều rồi. Vì vậy nên là cái nhóm rắn lục này này nó rất là phức tạp. Ngoài cái việc mà nhìn màu ra này, nhìn cái đặc điểm hình thái bên ngoài này, đếm vảy này, còn phải nặn cả cái dấu cấu ra để xác định đây là loài rắn gì nữa. Rồi còn chạy ADN để xác định loài nữa. Nói chung là đó là việc của các nhà nghiên cứu chuyên sâu. Còn mình thì mình nằm ở cái tầng ứng dụng thôi, không có liên quan gì đến cái việc mà công bố loài mới, xác định loài mới. Mình chỉ muốn biết là con nó cái mức độ độc của nó đến đâu, cái độc lực của nó như thế nào, thành phần của nọc độc thôi. Hôm nay may mắn quá, hôm nay tìm thấy quá trời rắn. Mấy cái tour mà hướng dẫn đảm bảo an toàn của anh Đại mà đi tìm thấy 2-3 bàn rắn ở trong một đêm như thế này thì rất là thành công luôn nha. Sao không biết sao mà từ tối đến giờ mấy bàn rắn này bàn nào cũng rất là dữ luôn á. Trời ơi, bàn này có một cái tư thế nằm này. Đẹp quá. Màu đậm mà lại kiểu rất là khỏe khoắn luôn ấy. Đẹp quá. Thôi thả đi ha. Tối nay tìm thấy nhiều rắn lục lắm rồi. Có một số bạn coi mình xem các nội dung mình làm á, gặp nhiều rắn lục xanh quá. Xong rồi các bạn kêu là sao quay rắn lục hoài vậy, không có còn gì khác hả? Thì thực ra là đối với những cái khu vực mà các cái tỉnh miền Đông Nam Bộ này, rồi các cái tỉnh miền Tây này, thì rắn lục rất là phổ biến. Nhưng mà vấn đề là nó sẽ có những cái loài mà đi tỉnh nào các bạn cũng sẽ gặp. Và cái kiểu hình màu xanh đó thì nó rất là phổ biến để các bạn nhìn thấy. Thành ra là mình đọc tên thì các bạn biết đó là những con rắn khác nhau, nhưng mà về nhận dạng sơ bộ thì nó là rắn lục xanh đuôi đỏ thôi. Thực ra thì đôi khi bệnh nhân nhập viện thì các bác cũng không thể xác định nhanh con rắn đó là con rắn gì đâu, nhưng mà về nọc độc quá thì nó cũng có tác dụng chéo với nhau á. Thì thành ra là cái việc mà điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn bằng huyết thanh đó thì nó hiệu quả rất là cao.
Vậy nên là các bạn đừng có lo. Các bạn hay hỏi mình là nếu mà mình không biết được con rắn lục đó là rắn lục xanh đuôi đỏ gì ấy, thì mình làm sao mà mình đưa ra cái phác đồ điều trị chính xác được, làm sao các bác có thể biết được là cái loài rắn đó là rắn gì để mà sử dụng cái loài huyết thanh đó nó đúng. Thì thực ra là huyết thanh nó có tác dụng chéo, nhưng mà cái mức độ hiệu quả nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là huyết thanh của rắn lục xanh đuôi đỏ thì nó sẽ tác dụng cao nhất đối với rắn lục xanh đuôi đỏ, còn các loại rắn lục khác thì cũng có tác dụng, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái sự khác nhau của thành phần độc của từng loài một. Vì vậy nên là các bạn đừng có lo, và ở trong bệnh viện thì sẽ có rất là nhiều các cái phương tiện và các loại thuốc để mà gọi là điều trị hỗ trợ ấy, điều trị triệu chứng đó. Thì các bạn yên tâm là các bạn sẽ không sao đâu nếu mà các bạn đi bệnh viện. Còn nếu mà các bạn đi chữa bằng các cái phương pháp dân gian thì mình không biết, tại vì mình đi bệnh viện không à. Ok vậy ha, đi tìm rắn tiếp đây. Ở đây mình vừa mới tìm thấy một con cu ly, nó đang nằm ở nó đang đi trên dây điện của các bạn. Hôm nay các bạn sẽ được thấy cu ly rất là rõ luôn. Duyệt với bạn của Duyệt đang nằm ở bên võng chờ kìa, thấy thoải mái không? Để cho các bạn coi này, bạn cu ly này bạn đang di chuyển từ cây này sang cây khác á, nên là bạn ấy di chuyển rất là nhanh nè. Cho các bạn coi nè, bạn ấy đang ở trong một cái vị trí không an toàn á, nên là bạn ấy bò rất là nhanh để di chuyển sang cây khác. Đó, các bạn nói là cu ly di chuyển chậm đúng không? Không có chậm đâu các bạn. Các bạn cho các bạn coi nè, di chuyển rất là nhanh, đi lên trên cây trên cao nè, lên phía trên mất tiêu rồi. Đó các bạn thấy không? Không hề chậm nha, nè đi qua cây khác nè, đó để đi lên ngọn cây nè, rồi mất tiêu rồi. Đó, bạn ấy đang di chuyển từ dây điện này sang dây điện khác để đi từ cây này sang cây khác. Đoàn mình vừa mới đi khoảng tầm 300-400 mét để đi lên trên phía thượng nguồn ở trên này để rửa tay với rửa mặt, tại vì đi cả buổi tối rồi nên rất là mồ hôi rất là rít, tại vì bây giờ đang một là mùa khô nên là nguyên cái suối phía bên kia nó đã bị khô hết nước rồi, nên là cái số nước mà đem lên không có đủ để mà rửa mặt với lại vệ sinh. Đang đi ngược lên trên này để đi tìm nước rửa mặt, mà đi mãi 300-400 mét rồi vẫn chưa thấy cái điểm mà có nước chảy xuống. Ở đây có một cái cây xanh hả, xanh hay là si gì đó, cái cây mà có rễ hay buông để ôm lên như cục đá này nè. Anh Đại lại vừa mới tìm thấy một con rắn ở phía bên bên phía trước mình ngồi luôn, đối diện phía kia, nhưng mà mình đang uống nước với lại thay pin. Đèn đôi đầu mình bị hết pin rồi. Để mình thay cái. Ủa bên kia có con rắn nữa hả anh? Là con bên kia bị ve bu nhiều á. Cái đống luôn đầu cổ chắc như cái tâm ve nhưng mà nó thiếu rồi. Để em thay pin đèn đồ đầu của em đó. Dạ. Đèn đồ đầu của em bị hết pin rồi. Cái cây đèn này lúc nãy đi là lúc 9 giờ 10 11 12 là 3 tiếng mới hết một cục pin. Khá là ưng bụng với cái cây đèn này. Đây là một cái dòng đèn mới mình vừa mới chuyển sang để dùng. Mình chuyển sang dùng cả đèn và cả pin của một hãng luôn để cái hiệu năng sử dụng nó cao nhất. Đây là đèn của Phoenix, đèn này là đèn 3500 mAh. Vẫn là pin 18650 cùng với cái chuẩn pin mà trước đây mình xài. Thì đây là một cái dòng đèn mà cái mẫu này là mẫu mới ra năm ngoái à. Mẫu này đang bán rất là chạy. Hôm nay mình xài hai cây, một cây đèn đội đầu, một cây đèn cặp tay. Chắc là trong nội dung sau hay nội dung sau nữa mình sẽ giới thiệu về các cái cây đèn và các cái dụng cụ mà mình để trong ba lô đó. Cũng có nhiều bạn yêu cầu là mỗi khi anh đi rừng thì anh sẽ đem theo những cái công cụ dụng cụ gì, dùng đèn gì để mà đảm bảo an toàn hoặc là hoạt động tốt ở trong môi trường mà thiếu ánh sáng.
nè, để đi qua bên kia xem cái bạn rắn kia anh Đại tìm thấy. Anh Đại nói là con rắn bị ký sinh trùng, ngoại ký sinh trùng rất là nhiều. Đi qua bên kia, đi qua bên kia coi con rắn nó bị cái gì mà bù cả trăm con luôn, ghê vậy anh. Cái khu vực mà mình đi tối nay này, cái khu vực núi Dinh này thì cái rắn lục mắt hồng ngọc là đặc sản đó. Trời, đây là cái cây gai. Wow, con rắn này nó bị ký sinh trùng quá trời luôn này các bạn, bị ngoại ký sinh trùng. Các bạn thấy không, ký sinh trùng nó bu đầy ở phía bên trên đầu, trên mặt và trên cổ kìa. Mình rất là muốn đem cái con rắn này về để mà mình xử lý cái ký sinh trùng ở xung quanh người nó ghê. Mình bị bệnh nghề nghiệp đó các bạn. Tại vì bình thường nếu mà rắn ở nhà mình mà bị ký sinh trùng bám như thế này thì nó đã rất là nghiêm trọng rồi ấy. Trước đây mình có làm cái nội dung về tẩy ký sinh trùng ở trên các cái loài bò sát mà nó thường bị nhiễm ký sinh trùng này này. Thường khi mà các bạn nuôi chăn đất ở trong trại đó, khi mà cái môi trường nó ẩm hoặc là nó bị lây ký sinh trùng từ một con chăn nào đấy mà đem từ trại khác về đó, thì nó sẽ bị cái tình trạng như thế này. Thì khi mà bị như thế này á, thì các bạn có một số các loại thuốc tẩy ký sinh trùng đặc hiệu, các bạn sẽ pha vào trong nước và các bạn ngâm rắn hoặc con chăn vào trong cái ký sinh trùng đấy để mà tẩy được cái ký sinh trùng ở trên da đấy. Nói chung là nó cũng không khó để xử lý lắm đâu, nhưng mà tại vì bây giờ con rắn nó đang ở trong tự nhiên và mình cũng không muốn mang cái ký sinh trùng này về nhà, nên là chắc là mình sẽ kệ con rắn này thôi. Ê, con rắn này nhìn bên ngoài thì rất là khỏe mạnh, nhưng mà không biết là ký sinh trùng này nhìn từ đâu ra, bị rất là nặng luôn ấy. Từ phần đầu, phần cổ. Nhưng mà khác, cái loại ký sinh trùng này nó khác với các loại ký sinh trùng mà mình gặp trước đây. Mấy cái ký sinh trùng trên da này á, nhìn thì nó ghê nhưng mà cái việc xử lý nó cũng không khó lắm. Cái mà ảnh hưởng đến các cái loại chăn rắn trong môi trường nuôi nhốt đó là các cái loại nội ký sinh trùng, các cái loại giun tròn và giun dẹt ấy, thì nó sẽ ký sinh ở trong hệ tiêu hóa dưới da hoặc là trong các cái thớ thịt. Thì các cái loại ký sinh trùng đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bò sát. Và trong cái việc mà tẩy ký sinh trùng định kỳ cho bò sát ấy, thì có một số các cái loại thành phần trong thuốc tẩy ký sinh trùng, ví dụ như là Fugaca. Thì cái loại thuốc đó, nếu mà các bạn tẩy ký sinh trùng cho các loại bò sát lưỡng cư mà các bạn không tìm hiểu kỹ về cái thành phần của thuốc tẩy ký sinh trùng, thì cái loại thuốc đó, cái thành phần đó nó sẽ làm chết con cái loại vật nuôi mà các bạn đang nuôi luôn. Không phải là các bạn sử dụng thuốc tẩy ký sinh trùng cho người, các bạn có thể tẩy cho bò sát được. Tại vì có một số các cái loại thành phần, một số thành phần trong thuốc tẩy ký sinh trùng á, người có thể đào thải được ra ngoài, nhưng mà ký sinh trùng, bò sát thì không. Nên là không thể dùng thuốc của người cho động vật được nha. Các bạn phải biết cái loại nào, cái thành phần thuốc nào có thể dùng cho bò sát, thành phần nào thì không. Còn ngoại ký sinh trùng thì mình nghĩ là nó cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Tại vì thường thường ở trong cái môi trường nuôi nhốt ấy, nếu mà vật nuôi mà bị nhiễm ký sinh trùng ấy, thì ký sinh trùng nó sẽ đẻ trứng và nó có giá thể trứng và con non của cái loại ký sinh trùng đó nó sẽ trú ở trong cái giá thể nuôi. Còn đối với rắn ở trong tự nhiên này, sau khi mà rắn lột da đó thì toàn bộ các cái ký sinh trùng này sẽ bị rơi ra và bị lột theo cái lớp da cũ. Thì nó cũng không phải là cái vấn đề mà đáng quan ngại lắm, chỉ trừ khi ấy, cái loại ký sinh trùng nó giống như là con ve chó đó, hoặc là con ve mò ở trên con heo rừng ấy, thì cái loại ký sinh trùng đó nó bám rất là dai, nó bám rất là chắc, thì có thể là con rắn nó không thể nào mà nó lột ra và nó đẩy được cái con ký sinh trùng đó ra ngoài. Nhưng mà đối với các loại ký sinh trùng nhỏ như thế này này, thì khi mà con rắn nó lột thì nó sẽ lột toàn bộ cái ký sinh trùng nhỏ này ra. Nếu mà con rắn mà lột ra ở xung quanh đây và con rắn nó sống ở trong cái khu vực này luôn, thì có thể nó sẽ bị gì, cái loại ký sinh trùng này nó bám lên trên cơ thể nữa. Còn nếu mà con rắn nó sống xa ra hoặc là
cái tinh trùng này nó bị rớt ra khỏi xa cái khu vực này á, thì nó sẽ không đậu lên người con rắn này nữa. Thì cái đó thì nó tùy vào cái khu vực sống của con rắn này nó có rộng không, rồi cái sinh trùng này nó có tồn tại ở trong môi trường tự nhiên được lâu hay không, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Mình thì mình sẽ không can thiệp vào cái trường hợp này, tại mình cũng không muốn đem cái sinh trùng về nhà. Biết đâu đây là một loài ký sinh trùng mà rất là khó để trị, thì khi mà đem về nhà thì nó sẽ lây ra cái bầy rắn ở nhà của mình á, thì nó sẽ thiệt hại về kinh tế, thì mình không dám đánh đổi. Và con rắn nó có thể trong môi trường tự nhiên mà nó sẽ tự giải quyết cái vấn đề của nó. Ê, nhìn rất là ghê luôn ấy. Mình bị sợ mấy con mà bám trên da như này này, hội chứng sợ lỗ ấy. Với lại nếu mà muốn trị được cái ký sinh trùng trên da này này, mình phải chụp hình phóng đại lên, xong rồi xem cái loại ký sinh trùng này là cái gì và cái thành phần thuốc gì có thể diệt được nó. Nói chung là nó cũng giống như là thuốc của người vậy đó. Bây giờ là 12 giờ 10 phút rồi, mình sẽ đi cái tuyến này, đi xung quanh đây để tìm rắn một lát nữa, xong rồi sẽ di chuyển về phía trại. Tối nay thì đã tìm được, anh Đại tìm thấy 4 con rắn lục mắt ruby, 2 chim cú mèo, 2 bạn cu ly duyệt nhỉ? Một con rắn hổ hành, nhưng mà không có kịp quay tại vì con rắn nó chui xuống dưới đáy mất. Vì vậy nên là chắc là cái nội dung này sẽ kết thúc ở đây thôi. Mình tìm hoài tối nay không có tìm thấy rắn chầm quạp. Cái loài mà mình hy vọng tìm thấy tối nay là rắn chầm quạp chứ không phải rắn lục xanh đuôi đỏ mắt đỏ. Ok vậy ha, mình sẽ đi tìm vòng vòng đây. Nếu mà có loài nào mình sẽ ghi hình cho các bạn xem. Còn nếu mà không có loài nào nữa thì nội dung này kết thúc ở đây ha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Bye bye.